vẫn là chính mình khi bạn mệt rồi sẽ có nhiều người nói với bạn mệt rồi thì nghỉ đi đừng làm nữa nhưng có ai nguyện đưa tiền cho bạn tiêu không khi bạn bệnh sẽ có nhiều người nói bệnh rồi thì nhớ uống thuốc vào nhưng có ai mua thuốc cho bạn uống không khi điện thoại của bạn hỏng rồi sẽ có nhiều người nói hỏng rồi thì thay cái khác đi nhưng có ai sẵn lòng đưa tiền cho bạn mua hay không khi bạn gặp khó khăn nhiều người nói không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng thực sự lòng ra tay tương trợ hỏi có mấy ai vậy nên đừng chỉ nghe người ta nói mà hãy xem thực hư thế nào Thế gian này không thiếu những người thích xem náo nhiệt, chỉ thiếu người nỗ lực. Chỉ khi nào thực sự nỗ lực đủ, bạn mới có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Có những sự việc khi bạn nhìn thấu rồi sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có bạn và chỉ có mình bạn mà thôi. Bạn đau cũng chỉ đau chính mình, bạn mệt cũng chỉ mệt chính mình. Dù cho người khác có biết, có đồng cảm cũng chỉ vậy mà thôi, không ai có thể đau thay bạn, mệt thay bạn. Sau cùng, người phải chịu tất cả cũng chỉ có mình bạn mà thôi hãy nhớ có nhiều người có thể chờ đợi bạn nhưng không thể dựa dẫm sống cần phải luôn nhắc nhở bản thân nỗ lực kiên cường trời mưa thì đất trơn mình ngã thì tự mình đứng dậy con đường của mình thì phải do chính mình đi mệt hay không chỉ mình mình biết